Người phụ nữ nông dân chỉ học hết tiểu học trong 28 năm chữa khỏi bệnh cho 30.000 người. Một người phụ nữ làm nông ở Đông Bắc chỉ học tới trình độ tiểu học, nhưng vì tiếp xúc với người ngoài hành tinh, đã tự học và chữa bệnh miễn phí cho người khác trong suốt 50 năm. Bà đã chữa khỏi bệnh cho 30.000 người và giải quyết được vô số căn bệnh khó chữa. Đằng sau câu chuyện này có điều gì bí ẩn? Liệu thực sự có người ngoài hành tinh hay không? Chào các bạn! Hôm nay Tâm Linh Cuộc Sống sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của Thường Văn Hà. Người phụ nữ này tên là Thường Văn Hà. Bà sinh ra ở huyện Pháp Khúc, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, năm nay đã hơn 70 tuổi. Tuy trình độ học vấn chỉ tới lớp 2 tiểu học và là một người nông dân chân chất, chăm chỉ, quanh năm bận rộn với công việc đồng áng, nhưng bà ấy lại có một trải nghiệm vô cùng thần kỳ. Bà Thường đã tiết lộ một bí mật khó tin rằng, khi bà 4-5 tuổi, đã có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Theo mô tả của bà, những người ngoài hành tinh này cao lớn, toàn thân phát sáng màu vàng trắng. Vì họ đội chiếc mũ lớn giống như nón lá, nên bà đã không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có vẻ như đầu khá to, cánh tay mảnh mai, đôi chân treo lơ lửng trong không trung. Theo mô tả, khá giống hình ảnh người ngoài hành tinh chủng người xám mà chúng ta đã được biết. Ban đầu bà đã kể cho cha mẹ biết về việc mình có thể nhìn thấy những người như vậy, nhưng mọi người lại cho là đứa trẻ này chỉ biết ăn nói vớ vẩn, làm gì có người ngoài hành tinh. Và tất nhiên những người xung quanh cũng không một ai để ý tới. Hơn nữa, những người phát sáng này chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, giống như bóng ma bay đến. Và ngoài đứa trẻ này ra, không ai khác có thể nhìn thấy. Lúc đó bà cũng nghĩ có thể là mình đã nhìn nhầm. Về sau Thường Văn Hà cũng không còn đề cập đến chuyện này nữa. Đến khi trở thành thiếu nữ, vì gia đình khá nghèo, Thường Văn Hà phải kết hôn sớm khi chỉ vừa mới đủ tuổi. Cho đến một ngày vào năm 1970, lúc này bà đã là mẹ của hai đứa trẻ. Bên cạnh việc chăm sóc con trai, bà Thường còn phải làm việc đồng áng, hàng ngày phải mang xô thuốc lên núi để tưới cho số cây ăn quả của gia đình. Vì cuộc sống mưu sinh, cộng thêm từ nhỏ đã phải làm nhiều việc nặng nhọc, nên cơ thể bà mắc phải khá nhiều bệnh. Và chính vào lúc này, người ngoài hành tinh đó lại xuất hiện lần nữa. Lần này mọi thứ rõ ràng hơn và thậm chí họ còn dùng ngôn ngữ của người trái đất để nói chuyện với bà. Họ bay lơ lửng trên không trung, sau đó đến gần bà và nói rằng họ là người từ hành tinh khác có thể giúp bà chữa bệnh. Vì suốt những năm qua họ chưa từng làm gì để gây hại đến bà nên Thường Văn Hà không phản đối. Không ngờ chỉ sau một giấc ngủ, không cần tiêm thuốc hay uống thuốc, tất cả những bệnh cũ của bà đã được chữa khỏi. Hơn thế nữa, bà còn cảm nhận được trong cơ thể mình như có một nguồn năng lượng vô tận có thể làm việc mỗi ngày. Bà dần dần bắt đầu tin vào những gì mà mình nhìn thấy về người ngoài hành tinh. Bẵng đi một khoảng thời gian, vào năm 1978, con trai của Thường Văn Hà không may bị sưng tấy đỏ ở bên trong chân và sốt cao. Hai vợ chồng đã đưa con đi khám nhiều bác sĩ nhưng không khỏi. Lúc này, người ngoài hành tinh lại xuất hiện và cũng chữa khỏi bệnh cho con trai của Thường Văn Hà. Thường Văn Hà rất cảm động, người ngoài hành tinh cũng bày tỏ yêu cầu của mình. Mặc dù công nghệ văn minh của họ rất tiên tiến, nhưng gen của họ lại có khiếm khuyết. Vì vậy họ đã ở bên cạnh Thường Văn Hà nhiều năm như vậy. Một là chỉ có bà mới có thể nhìn thấy họ. Hai là họ muốn hiểu cấu trúc sinh học và gen của con người để sửa chữa những khuyết điểm của chính mình. Họ có thể cung cấp điều trị cho con người như cách họ đã chữa bệnh cho Thường Văn Hà. Thường Văn Hà đã đồng ý. Điều này có vẻ rất khó tin, nhưng kể từ đó, bà tự học và có được siêu năng lực chữa bệnh cứu người, tiếp xúc với những người ngoài hành tinh và trở thành một thần y. Bà có thể chữa khỏi các bệnh nan y không cần tiêm thuốc hay uống thuốc. Cách giúp người chữa bệnh của Thường Văn Hà rất đơn giản. Chỉ cần bệnh nhân tới nhà bà điều trị, nói cho bà biết triệu chứng của bệnh, sau đó bà sẽ cho họ một số từ 1 đến 9. Số này đại diện cho số thứ tự của người ngoài hành tinh chữa bệnh cho họ, tương đương với số thứ tự của một chuyên gia người ngoài hành tinh. Mỗi căn bệnh sẽ được chữa trị bởi một người ngoài hành tinh khác nhau. Khi nhận số, bệnh nhân phải nhanh chóng về nhà và để phần cơ thể bị bệnh lộ ra bên ngoài, không che chắn, nằm trên giường nghỉ ngơi trong 2 giờ. Trong thời gian này, người ngoài hành tinh sẽ đến chữa bệnh cho họ. Tất nhiên, người bệnh không thể nhìn thấy những vị bác sĩ ngoài hành tinh này. Nhiều người cho rằng người phụ nữ Thường Văn Hà này có thể đã bị mắc bệnh hoang tưởng. Những lần bà và người nhà khỏi bệnh có thể chỉ là trùng hợp. Thế nhưng, vẫn có nhiều người tin tưởng và tìm đến bà điều trị. Bệnh nhân đầu tiên được Thường Văn Hà cứu là một người đàn ông trẻ ở địa phương tên là Nghiêm Chí Vĩ.
Anh ta mắc bệnh về máu, gia đình đã dùng hết số tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho anh ấy. Không còn cách nào khác ngoài việc nhận tiền quyên góp. Khi Thường Văn Hà đến thị trấn để làm việc, bà tình cờ gặp đồng nghiệp của Nghiêm Chí Vĩ và những người khác đang quyên góp tiền cho anh ấy. Lúc này, người ngoài hành tinh nói với Thường Văn Hà rằng họ có thể chữa khỏi căn bệnh này và bảo Thường Văn Hà tìm đến gia đình Nghiêm Chí Vĩ. Gia đình của Nghiêm Chí Vĩ thực sự đã tới bước đường cùng nên cũng đồng ý để Thường Văn Hà thử xem sao. Tất nhiên là Thường Văn Hà không dám nói cho họ biết sự thật là người ngoài hành tinh chữa trị cho Nghiêm Chí Vĩ. Chỉ yêu cầu Nghiêm Chí Vĩ cởi áo và nằm trên giường, những người khác phải đợi bên ngoài, không làm gì cả. Thật ra mà nói, bản thân Thường Văn Hà cũng không có niềm tin tuyệt đối vào những gì mình đang làm. Nhưng điều kỳ diệu là vào ngày hôm sau, mẹ của Nghiêm Chí Vĩ đã chạy đến nhà Thường Văn Hà và nói rằng sau khi được bà chữa trị qua một đêm, Nghiêm Chí Vĩ đã khỏe hơn nhiều. Lúc này, Thường Văn Hà mới tin người ngoài hành tinh thật sự có thể chữa bệnh. Một tháng sau, Nghiêm Chí Vĩ đã hoàn toàn khỏe hẳn. Từ đó, Thường Văn Hà cũng quyết tâm cứu nhiều người hơn. Mọi người cũng dần tin vào việc người phụ nữ này có khả năng chữa bệnh thần kỳ. Ngoài những người bệnh mãn tính, có những người bị căng thẳng dẫn đến rối loạn tâm thần, trầm cảm cũng tìm đến bà. Hầu hết những người tìm đến Thường Văn Hà để chữa bệnh đều mắc các bệnh nan y. Gần như đến bước đường cùng, bản thân chỉ ôm một hy vọng còn nước còn tát nên mới tìm đến bà ấy. Một là vì hy vọng, hai là không tốn một xu nào. Những người bệnh này không cần uống một viên thuốc, một giọt nước, không cần chụp CT hay điện não đồ mà lại khỏi bệnh một cách kỳ lạ. Thường Văn Hà dần dần trở thành một thần y trong mắt mọi người. Với những câu chuyện về bà không ngừng xôn xao, các phương tiện truyền thông trong nước đã đồng loạt đưa tin về một người phụ nữ làm nông ở vùng Đông Bắc có thể triệu hồi người ngoài hành tinh để điều trị bệnh cho người khác. Nhiều người nghi ngờ rằng Thường Văn Hà là một khiêu đại thần, giống như những đại sư khí công lừa đảo. Thậm chí nhiều tờ báo ác ý viết rằng người phụ nữ này mắc bệnh hoang tưởng. Bệnh nhân chỉ là được điều trị trước đó và tới lúc gặp bà thì vô tình đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, những lời chỉ trích từ thế giới bên ngoài không hề ngăn cản những bệnh nhân mắc bệnh nan y tìm đến điều trị, mà ngược lại, càng ngày càng có nhiều người đến hơn. Một người phụ nữ làm nông ở Đông Bắc đã điều trị bệnh cho người thông qua người ngoài hành tinh, không cần uống thuốc, không cần tiêm, không cần phẫu thuật, chỉ cần ngủ một giấc là khỏi bệnh. Liệu có thực sự thần kỳ như vậy không? Một bệnh nhân từng được Thường Văn Hà điều trị đã miêu tả trải nghiệm thần kỳ của mình được chữa bệnh bởi bà Thường. Ông là một nhân viên nghỉ hưu của nhà máy công cụ ở Liêu Ninh. Khi đó, ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn và một số bệnh khác. Năm 1989, ông được giới thiệu đến tìm Thường Văn Hà. Vào đêm hôm đó, ông đang nửa mơ nửa tỉnh. Ông nhìn thấy 4-5 người cao lớn đứng quanh giường của mình như đang thực hiện ca phẫu thuật cho ông. Mỗi người đều phát sáng trên cơ thể, trông rất kỳ quái. Trong lúc mơ màng, ông còn cảm thấy có cảm giác kim châm ở bụng. Sau đó ông mất đi ý thức. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, ông cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhõm. Một số người khác trải nghiệm việc chữa trị còn nói rằng họ có cảm giác tê rất nhẹ hoặc cảm giác như có một dòng điện chạy qua người mình. Nói chung là rất thần kỳ. Nhiều phương tiện truyền thông trong nước lúc này lại tranh nhau phỏng vấn, đưa tin về câu chuyện của Thường Văn Hà với những lời khen có cánh. Thậm chí còn kích động tổ chức UFO thế giới bên kia đại dương mời bà tham gia hội thảo quốc tế. Khi đó, Thường Văn Hà đã tự thống kê rằng từ năm 1974 đến năm 2002, tức là trong vòng 28 năm, bà đã điều trị miễn phí cho khoảng 30.000 người và tỷ lệ chữa khỏi đã đạt đến 80%. Đặc biệt là trong việc điều trị viêm mạch, tim mạch, tỷ lệ hiệu quả đã đạt đến 90%. Tuy nhiên, không phải lúc nào bà cũng thành công. Báo Quang Minh đã từng đưa tin rằng Trần Mậu Lâm, một dân làng 35 tuổi ở huyện Pháp Khố, mắc bệnh thấp tim và phải dùng thuốc để điều trị. Vào tháng 6 năm 1988, ông ngừng dùng thuốc và tìm đến Thường Văn Hà khám bệnh. Kết quả bệnh tình nặng thêm, sau khi đưa đến bệnh viện 2 ngày cấp cứu thì qua đời. Chuyện này của Thường Văn Hà cũng thu hút sự chú ý của cơ quan công an địa phương. Họ đã bắt giữ và nghi ngờ bà hành nghề trái phép. Nhưng trong quá trình cơ quan công an điều tra, phát hiện Thường Văn Hà chưa từng lấy một xu nào tiền chữa trị của người bệnh. Mỗi lần nói mình đang chữa bệnh đều chỉ để bệnh nhân ngủ, không tự mình thực hiện bất kỳ biện pháp chữa trị nào. Vì vậy không có cơ sở để cấu thành tội danh hành nghề trái pháp luật. Đối mặt với rất nhiều công kích và chỉ trích, chồng của Thường Văn Hà đã cố gắng hết sức thuyết phục bà đừng khám chữa bệnh nữa. Nhưng Thường Văn Hà bày tỏ bản thân không sợ người khác bôi nhọ bởi vì người ngoài hành tinh đã từng cứu bà và con trai.
cho nên bà mới chấp nhận làm công việc chữa bệnh. Chỉ hy vọng càng ngày càng có nhiều người có thể chứng kiến điều kỳ diệu này. Hiện đã ở tuổi 70, Thường Vân Hà vẫn có sức khỏe tốt và sống cuộc sống bình thường. Bà luôn nghe theo lời khuyên của người ngoài hành tinh và không bao giờ ăn muối hay đồ ăn cay, bởi vì chế độ ăn nhiều muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận và tim. Về câu chuyện của Thường Vân Hà, cho đến ngày nay vẫn chưa có kết luận. Mọi người thực sự không quá quan tâm đến việc bà bằng cách nào chữa bệnh cứu người, chỉ mong sức khỏe của mình và những người thân được bà chữa trị tốt hơn. Bạn nghĩ gì về người phụ nữ này? Rốt cuộc, đây là sự thật hay là một trò lừa bịp? Hãy để lại bình luận bên dưới để Tâm Linh Cuộc Sống được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.